Mình sẽ test một con khoan 1020W cho mấy anh chị xem. Nó khoan sắt dày như thế này nha. Máy xây dựng Hồng Nhiên. Hôm nay các anh chị sẽ cùng Nhiên tìm hiểu một con máy khoan hơi trâu tí xíu, một con máy khoan Kenmax với một cái mã là ID009. Một con máy này công suất của nó lên tới 1020W, một công suất rất kinh khủng. Và đây được coi là dòng công nghiệp, dòng industrial của hãng Makute. Đó thì cái con này là cái điện nó là 220 và cái tốc độ của nó là từ 0 cho tới 3200 vòng trên 1 phút và nó có chức năng đảo chiều, đầu kẹp 13 ly. Con máy thì nó hơi trâu một tí xíu, có tay nắm, có kỳ thước đo đàng hoàng ha. Có bê tông và có sắt. Hồi nãy các anh chị thấy là như khoan sắt dày thì như thế nào rồi. Đó, bật qua khoan sắt. Mấy anh chị nhìn một con máy rất đẹp, đây là chức năng đảo chiều và đây là có tốc độ điều chỉnh tốc độ bên nhà chậm lẹ có hết ha. Rồi nó có những cái viền cao su để êm tai khi chúng ta cầm vào nó rất là thích. Đặc biệt cái máy này cái khóa của nó dắt trên này rất tiện lợi và cái khóa cái tay rất là dài, rất là sáng. Một con máy mình nhìn là không chê được chỗ nào. Dây của nó cũng rất là xịn, nó có luôn một cái dây đai để các anh chị cô chú mình giống như là mình làm là mình đai lại cho nó gọn con dây. Dây rất là xịn ha. Tay nắm nó cũng rất là đơn giản và cái chắc chắn của nó bắt vô như thế này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bên ngoài lẫn bên trong của con máy này nó như thế nào. Và tham khảo với một cái mức giá của nó, chỉ như chị đang bán một con máy này với mức giá của nó là 650.000 thôi các anh chị. Một con máy 1020W nhưng mà giá 650.000. Tất nhiên là những con máy này nó bảo hành cho chúng ta là 6 tháng ha. Những con máy này bảo hành 6 tháng và tặng một cặp than sơ cua ở một cái catalog hướng dẫn của một máy khoan ID009 này, để cho các anh chị xem cái tiếng chạy của nó như thế nào nhé. Các anh chị bấm nhẹ nó chạy chậm ha. Bấm mạnh nó chạy mạnh. Đó, bấm mạnh là nó chạy mạnh. Đây là chức năng khoan sắt. Còn khi các anh chị bật qua cái này khoan tường thì quá đơn giản rồi ha. Bật qua khoan búa. Cái mức độ búa của nó cực kỳ kinh khủng ha. Và đây là chức năng bảo chiều, mấy anh chị bấm nhẹ, mấy anh chị thấy nó chạy chậm ha. Tay nắm các anh chị có thể bắt sát vô tùy ý, muốn xây chỗ nào cũng được. Đây là cái nút giờ chạy luôn ha. Và đây là cái chức năng các anh chị chỉnh ha, chỉnh nó bấm nhẹ không chạy yếu không nha. Đó, yếu rồi đó. Còn các anh chị muốn lớn lên các anh chị chỉnh lên đó. Cái đuôi của nó mấy anh chị thấy cái đuôi chuột của nó không, đuôi chống gãy dây nè, đuôi cao su rất là mềm dẻo đó. Và bây giờ các anh chị sẽ cùng nhìn tháo bên trong ra xem một con máy công nghiệp 1020W nó sẽ làm bên trong như thế nào mà giá nó chỉ có 650.000 nhé. Mấy anh chị sẽ nhìn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu con máy như thế này. Nếu mà như mà Nhiên phân tích con máy này thì các anh chị chỉ có cách là kiếm tiền mua con máy này thôi. Tại thứ nhất là giá nó quá rẻ mấy anh chị. Thứ hai là các anh chị thấy cái điểm gì của nó chưa, ở trên này nó có hai cái bạc đạn ở trên đỉnh đầu. Thì cái bộ ở trên đầu này, tuy nhiên khui ra Nhiên Thành nhìn thấy cái này cũng giật mình luôn. Nó có hai cái bạc đạn đầu nhưng mà bên hãng nó cũng chưa từng nói là con này có hai cái bạc đạn trên đầu. Ở đây nó có một cái chức năng là ở đây là viên bi nữa các anh chị thấy không? Viên bi để khi các anh chị nè, để như khui ra từng phần luôn. Ở dưới sau này nó là có một bạc và một cái bộ búa và cái nút của nó là cái nút này. Ở đây thêm một cái là các anh chị nhìn nó hai bạc đạn ở trên và cái cốt nó là cốt thép. Cái nhông nó các anh chị thấy nó mình thường thường những cái nhông khác nó mỏng hơn, nhông này nó dày chà bá mấy anh chị thấy chưa? Đó, 650.000 thì như thế này thì các anh chị thấy có lợi hay là không? Rồi tiếp nữa, một cái sa to của nó mấy anh chị thấy nó dài dài một đống như thế này, mấy anh chị nó dài như thế này luôn.
và cái dây của nó quấn nhưng nói thật sự cạo cạo chơi cho vui, chứ còn cái này là 100% dây đồng đó, 100% dây đồng đây, nhìn cạo ra nó vàng luôn tươi trên này, anh chị thấy không, đây nó vàng luôn chỗ này, thì mấy anh chị thấy là cực kỳ là ok, ấn tượng. Và cái keo của nó đổ để nhìn khui, lấy cái gô to này ra luôn cho mấy anh chị xem đây, mấy anh chị thấy cái gô to này nó chà bá chưa, nó lớn kinh khủng chưa, nó rất là lớn luôn. Và ở đây nó có đổ keo khằng lại để cho nó không bị chạy đầu lam ha. Keo tất nhiên là ở đây nó đổ keo AB, keo epoxy đó, là coi như là nó không bị cắt dây khi bụi bặm nó vô. Bạc đạn hai đầu, mấy anh chị thấy chưa, đây là cánh quạt gió nha, cái gột cái chà bá luôn lớn. Rồi ở bên dưới này thì các anh chị thấy than này nó làm bằng một cái lò xo của nó, ở đây nó đẩy vô và ổ than bằng đồng, dây đồng 100%, anh chị thấy nó quấn dây không, một đống dây ở trên dưới này là biết là máy này nó mạnh rồi đó. Rồi ở đây là công tắc, các anh chị thấy ở đây nó có tụ bù và cao su của nó là cao su đuôi chuột của nó, các anh chị thấy là nó làm rất là lớn để chống tình trạng gãy dây đó. Công tắc của nó mình các anh chị nhìn dây điện nó ra rất là gọn gàng, rất là tinh tế. Ở trên con máy này mấy anh chị thấy một điều gì, ốc nó bắt là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con ốc, mấy anh chị thấy là 13, 14 con ốc gì, nên là cái độ của nó là ở nó rất là dày dặn. Mấy anh chị thấy ở trên này nó thiết kế mình nhìn vô giống như là một cái đậu mẫu đầu nhôm chuyên dụng vậy ha. Anh chị thấy là một cái bộ máy rất lớn, giá lại rất là mềm dẻo. Giá nó chỉ có là 650.000 với một con máy 1020W của hãng Makute. Một con này là hàng chính hãng được bảo hành 6 tháng thì mấy anh chị biết, cho dù là Trung Quốc nhưng mà đây là một thương hiệu chính hãng thì nó làm khá là ấn tượng đấy mấy anh chị. Một con máy này khi nhiên review một con máy này nhưng đảm bảo mấy anh chị sẽ mua cho bằng được con này, tại vì nó nhỏ, nó gọn nhưng mà công suất nó cao và cái giá tiền của nó cực kỳ thấp. Với 650.000 các anh chị sở hữu một con máy cái gục chà bá, hai cái bạc đạn đầu thì không còn gì để chơi. Đặc biệt cái chỗ mà bê tông của nó thì các anh chị để ý chỗ này, nó chỉ bằng một cái cây thép như thế này thôi thì nó rất là khó hư nha, chứ không phải là như cái miếng sắt đẩy qua đẩy lại thì nó còn dễ hư, còn cái này nó khó hư hơn. Đó là những cái chia sẻ của Nhiên. Nếu các anh chị có nhu cầu về cái sản phẩm này, liên hệ máy xây dựng Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên để được sở hữu sản phẩm với giá 650.000. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi cái video ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ máy xây dựng Hồng Nhiên cũng như những cái chương trình khuyến mãi và những bài phân tích trung thực nhất. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi, và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Xin chào.